Christine Sa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN và rất vui mừng xin chào đón quý vị vào chương trình Heart to Heart đặc biệt của chúng tôi hôm nay để tưởng nhớ tới 30 tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị, sau năm đó thì cũng như chúng ta cùng biết là có rất nhiều người và gia đình đã ra đi để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng thưa quý vị, Christine thì ra đời sau lúc đó, cho nên đây chỉ là một cái hiểu biết khá là ngây thơ của riêng mình thôi. Và vì vậy, Christine đã mời một người khách mời đến với chương trình hôm nay để kể lại câu chuyện vượt biên thật là khó quên của anh ấy. Thưa quý vị, Christine thật hân hạnh được giới thiệu một người mà mình rất là tôn trọng, rất là kính nể. Đây là anh nhạc sĩ Trúc Hồ. Xin kính mời quý vị hãy theo dõi sau đây. Chào khán giả của SBTN. Chào quý khán giả. Trước khi vượt biên hả? Thì khi mà 30 tháng 4 75 mà mất nước á, thì lúc đó anh mới có 11 tuổi à. Thành cái năm đó, năm 1980, 79, 80 là cái thời gian gọi là gì, cộng vô cái thời gian đó miền Nam Sài Gòn mình nó sống cái đời sống nó khắc nghiệt lắm. Tụi anh âm thầm chống đối những cái gì mà cái chế độ mới nó muốn dạy mình. Đi đâu đó đừng có ở chỗ này nữa thôi. Ai cũng tính được vượt biên, không phải một mình anh đâu. Anh là may mắn là anh có khả năng đi vượt biên. Lần đầu tiên là anh đi đường biển, chỉ ra chút là bị bắt rồi đó. Anh nhớ không lầm đó là tháng vừa sau Tết á, tháng 2, tháng 3 gì đó, đầu tháng 2, tháng 3 gì đó, anh đi vượt biên đường bộ. Thì anh tưởng tới rồi, phải không? Thì mình thấy ô nhạc Mỹ rồi lung tung cả thứ rồi, quần chi nó phua nữa cha, chắc tới Thái rồi. Thì nó vừa chụp hình anh xong cái nhìn qua nhìn lại cái thấy mắt tiêu. Cái ngồi mình nghĩ lúc đó mình còn nhỏ mà mình nghĩ mình nhìn bên kia là mình cũng biết rồi, bên núi bên kia là Thái rồi, không bây giờ anh tính cái đi cái đường ngược về lại Sài Gòn á cũng phải mất mấy ngày trời, mà ngược lại thì tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà đi xe. Tự nhiên có cái giọng của bà nó, tụi con bị bỏ rồi hả? Thấy không? Thì gần tối á, trời phải gần tối á. Trời gần tối cái có một cái nhóm người có khoảng chừng mười mấy người thôi à, đi tới thì bà dắt anh ra đi chung với cái nhóm đó. Anh cũng mặc quần Sài Đông y chang vậy, bữa giờ có một bộ đồ mặc hoài á, đi tới giờ luôn á. Anh đi theo nó. Trời vừa tối xuống đi vô rừng. Thì cái người mà dắt anh đi á, cái thằng nhóc nó cũng mới có mười mấy tuổi à, 12, 13 tuổi à, chả măng à. Nó dắt nguyên cái đám buôn lậu đi vô, đi vượt qua Thái. Thì được từ chút xíu á, tự nhiên anh nghe tiếng xô xát, hay chúng xô xát nghe bố bố gặp. Cái nhìn lại thì mấy cái thằng mà nó vừa cướp tụi anh mà nó dắt tụi anh đi á, nó bị cái tụi khác lớn hơn nữa cướp lại nữa. Nó tịch thâu súng hết trơn, thấy không? Nhưng mà cái lần này cái tụi này nó khó hơn là nó bắt nguyên cái nhóm buôn lậu nó đứng theo thứ tự. Từ đây cho tới đây xuống nè, ha, nguyên cái hàng vậy nè. Thì anh là đứng gần cuối, thằng Linh là cuối cùng, còn mấy thằng Miên đứng trước. Dạ. Yeah. Thì đứng vậy nó xét từng người, xét từng người. Cái xét tới anh thì mở cái bóp anh ra thì có cái sâu chuỗi nước mẹ. Tại vì má anh á, khi mà anh đi vượt biên anh đưa cho anh cái sâu chuỗi nước mẹ. Anh còn nhớ ngoài mà sâu chuỗi nước mẹ. Cái nó lấy cái sâu chuỗi nước mẹ. Cái nó hỏi anh gì đó, thấy không? Anh không biết, anh không trả lời, anh đứng im, anh chả miên mà. Anh giống như anh không biết gì hết trơn á, thấy không? Cái nó hỏi lần thứ hai nữa, anh cũng im luôn à, anh đâu dám nói gì, có biết gì đâu mà nói, thấy không? Cái lần thứ ba nó lên súng nghe, nó la lên gì đó, giống như là nó hăm dọa mình cái gì đó. Thì anh bắt buộc anh phải nói cái gì đó, cái tự nhiên anh nói cái gì đó. Anh nói đại cái gì đó. Mà anh somehow nó hiểu anh nói gì đó, thấy không? Mà anh không biết anh nói gì. Anh sao anh biết nói gì, anh đâu, anh ở Miên mới có mấy ngày à, anh đâu có học được tiếng Miên nhanh dữ vậy, phải không?
Nhưng mà anh nghĩ là chắc đó là tiếng Miên. Hiểu không? Cái nó không có xét anh nữa. Nó thả anh luôn. Nó không nói gì anh hết trơn. Nó lấy cái sâu chuỗi nó bỏ vô, nó cắt. Rồi nó cũng không có xét bạn anh luôn nữa. Rồi nó thả cái đám đi vậy đó. Tất nhiên là nguyên cái đám còn lại á, dân buôn lậu và một thằng nhóc dắt đi được dắt đường nữa thôi. Thấy không? Là anh thoát chết. Cho nên anh thoát được cái đó thì cái thằng nhóc á nó mới dắt tụi anh đi nữa. Thấy không? Mà anh á là súng trên đầu rồi mà nó không bắn. Ha. Anh là đã từng ở trại tị nạn mà cái thời gian ở trại tị nạn đường bộ nó giúp anh nhiều lắm. Coi như nó là một cái mà nó làm căn bản cho đời sống anh bây giờ. Anh may mắn là anh thấy được, anh biết được là cái gì cần thiết trong đời sống này và cái gì không cần thiết trong đời sống này. Khi mà em đã xuống tận cùng của đời sống, em đã giật cơm, em làm nhiều cái chuyện mà em không có thể tưởng tượng con người mà có thể làm được. Rồi em được qua Mỹ, em được đi học, em được tự do, em muốn làm gì em làm. Có thể nói cái vượt biên và cái đời sống tị nạn đã cho anh trở thành một con người như anh bây giờ. Khi mà anh lên trại Transit Center đó, anh không có đồ mặc, anh chỉ có cái xà lông thôi à. Thấy không? Thì anh ở kế một cái liều đó của hai gia đình, của một cái gia đình người Lào á. Thằng Lào nó trẻ lắm, với vợ dễ thương lắm. Có hai đứa con, nó thấy anh vậy, nó cho anh hai cái quần và hai cái áo. Mà nó cho anh phải quần cà chớn đó nha, quần sọt, mà quần đánh đá banh trên quần tennis á. Màu trắng á, với hai áo chung màu trắng. Cho nên á, anh cảm ơn Thượng Đế đã cho anh đi vượt biên. Đã cho anh ở trại tị nạn. Đã cho anh ở với Cộng sản mấy năm. Để anh biết Cộng sản là như thế nào. Để anh biết cái gì đúng, cái gì sai. Để anh biết con người là như thế nào, với cái tình người đối xử với nhau như thế nào. Hay một người Lào không biết anh là ai hết trơn, họ vẫn giúp anh được. Ha. Nó coi như là nó, đôi khi mình đi học á, mình đi học đại, tốt nghiệp đại học, mình có bằng này, bằng nọ, mình đủ thứ bằng hết trơn á. Nhưng mà đôi khi mình quên đi cái căn bản á, là cái con người á. Hồi xưa ông người xưa của mình nói là tiên học lễ hồ văn á. Khi mà anh đã trải qua mấy cái đó, anh thấy á, cái quan trọng nhất của cuộc sống á, là học làm người. Mình sống sao phải đạo với con người, đối xử với con người ha. Cho nên bây giờ nó từ những cái đời sống mà trải qua như vậy, nó cho anh có một sự suy nghĩ. Anh được may mắn, anh lúc nào anh cũng nói anh là may mắn hết trơn. Anh nghĩ được cái nhiều chuyện, anh thấy nhiều người thấy cần thiết mà anh không thấy anh cần thiết gì hết ha. Rồi cho anh biết là cái gì nên làm, cái gì không nên làm à. Cho anh biết là trong đời sống này là mình phải tranh đấu cho cái gì nó công bình ha. Mình sống với nhau mình phải bác ái với nhau. Cho nên anh cảm ơn ơn trên, anh cảm ơn ba mẹ anh đã cho anh đi vượt biên, cảm ơn cho anh thấy những gì mà trên con đường vượt biên đó, cho anh thấy được cái đời sống trong trại tị nạn nó khổ như thế nào. Rồi khi mà qua Mỹ anh khổ như thế nào, qua Mỹ anh có một mình, anh phải làm lại từ đầu, không biết tiếng Anh, không biết cái gì hết. Phải tự mình phải làm, một mình làm cái gì mình cũng phải tự học, tự làm. Cho nên nó biến anh thành một con người như bây giờ. Nếu anh không có cái đó, anh không phải là anh bây giờ đâu. Hồi nhỏ anh hư lắm. Hồi nhỏ ông già bà già anh nói anh là một thằng hư à. Cha ba và anh hay la anh là mày có tài mà không có đức ha. Mà lúc mình còn nhỏ mình cũng biết tài đức là cái gì nữa, mình chỉ biết ham chơi thôi. Ông già mình đánh mình này cái kia nọ, má mình đánh mình, anh chỉ thích ham chơi, anh thích đá banh, anh thích đi bơi thôi. Mà bà già không cho thì đánh mình rồi nói lung tung hết trơn, anh cũng không hiểu tài đức là cái gì. Nhưng mà khi mà lớn lên rồi anh đi vượt biên này kia nọ rồi đó, anh học được, anh nhìn thấy người này, anh nhìn thấy người kia, thì anh cảm ơn ba mẹ anh cho anh đi vượt biên, cảm ơn Thượng Đế đã cho anh trải qua những cái kinh nghiệm của đời sống để mà anh có được ngày hôm nay, để mà anh làm việc với lại ESA, anh làm việc với SPTN. Cái đó là trong cái mùa mà 30 tháng 4 này á, anh cũng muốn nói là những cái khán giả của SPTN là anh lúc nào anh cũng hãnh diện anh là một người tị nạn. Until the day I die.